Kính chào quý vị. Quý vị đang xem chương trình tổng hợp thông tin quốc tế ngày nổi bật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nga dùng tên lửa siêu vượt âm Oresnik tấn công Ukraine hay đe dọa Mỹ, NATO? Nguồn tin từ báo Dân trí, Nga sử dụng tên lửa Oresnik tấn công Ukraine không chỉ là một hành động quân sự mà còn mang một thông điệp rõ ràng đến phương Tây, đặc biệt là Mỹ và NATO. Điện Kremlin tuyên bố vụ tấn công này là hồi chuông cảnh tỉnh, nhấn mạnh rằng Nga sẵn sàng thực hiện các bước quyết đoán và cứng rắn để bảo vệ lợi ích quốc gia, đồng thời phản ứng mạnh mẽ trước các hành động mà họ coi là sự khiêu khích từ phía phương Tây. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định rằng cuộc tấn công với tên lửa mới là một hành động kịp thời và cần thiết nhằm gửi thông điệp rõ ràng rằng Mỹ và NATO không nên nghĩ tới việc tấn công vào lãnh thổ Nga. Thông qua việc phóng tên lửa Oresnik, Nga không chỉ trả đũa các cuộc tấn công của Ukraine bằng vũ khí phương Tây mà còn cảnh báo về khả năng của mình trong việc sử dụng vũ khí siêu vượt âm để tấn công các cơ sở quân sự của các quốc gia cung cấp vũ khí cho Ukraine. Tổng thống Putin đã nhấn mạnh rằng nếu phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine và cho phép Kiev tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, điều này sẽ làm thay đổi bản chất của cuộc xung đột và khiến NATO trở thành một bên tham chiến trực tiếp. Đây là tín hiệu rõ ràng rằng Nga sẽ không ngần ngại thực hiện các hành động quân sự mạnh mẽ hơn nếu phương Tây tiếp tục có những bước đi đối đầu. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev càng làm rõ hơn mối đe dọa này khi cảnh báo các quốc gia châu Âu rằng họ có thể phải đối mặt với thiệt hại thảm khốc từ tên lửa Oresnik, một loại tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân và không thể bị bắn hạ bởi các hệ thống phòng không hiện tại. Medvedev tuyên bố rằng tên lửa này có thể tiếp cận các thủ đô châu Âu chỉ trong vài phút và hầm trú bom cũng không thể bảo vệ được. Lời cảnh báo này càng làm nổi bật sự nghiêm túc trong thông điệp mà Nga muốn truyền đạt. Nếu phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, họ sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng. Với động thái này, Nga đang thể hiện một chiến lược nắn gân nhằm ngăn chặn việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine. Đồng thời, việc phê duyệt học thuyết hạt nhân sửa đổi của Nga, theo đó hạ thấp ngưỡng sử dụng biện pháp răn đe hạt nhân, là một bước đi cho thấy Nga không ngần ngại sử dụng các biện pháp cực đoan để bảo vệ lợi ích quốc gia và phản ứng trước các hành động của phương Tây. Hành động này của Nga rõ ràng là một thông điệp gửi đến Mỹ và NATO rằng họ không thể coi thường khả năng quân sự của Nga, đặc biệt là khi liên quan đến các vũ khí chiến lược có thể gây ra tác động toàn cầu. Tấn công Ukraine bằng tên lửa Oresnik, thông điệp răn đe mới của Nga. Sự xuất hiện của tên lửa Oresnik trong cuộc xung đột Ukraine không chỉ đánh dấu một bước tiến quan trọng trong năng lực quân sự của Nga, mà phải đối mặt với áp lực không nhỏ từ việc Ukraine nhận viện trợ vũ khí từ các cường quốc hạt nhân như Mỹ và Anh, ghi nhận nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ Online. Việc Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công vào lãnh thổ Nga, dù chỉ nhắm vào một số căn cứ quân sự, đã khiến Nga cảm thấy cần phải có một phản ứng mạnh mẽ hơn để duy trì thế cân bằng trong khuôn khổ chiến lược răn đe hạt nhân. Tuy nhiên, theo học thuyết hạt nhân của Nga vừa được điều chỉnh vào ngày 19 tháng 11, để kích hoạt biện pháp đáp trả hạt nhân, cuộc tấn công phải được thực hiện trên diện rộng và việc Ukraine chỉ thực hiện các cuộc tấn công hạn chế không đủ để Nga sử dụng vũ khí hạt nhân. Trong bối cảnh này, tên lửa Oresnik đã trở thành giải pháp tối ưu của Nga, giúp nước này giải tỏa phần nào áp lực phải sử dụng đến biện pháp cuối cùng, vũ khí hạt nhân. Với tính năng siêu vượt âm và khả năng mang đầu đạn hạt nhân, Oresnik có thể gây tổn thất lớn mà không cần phải thực sự triển khai vũ khí hạt nhân. Đây là một cách thức để Nga răn đe phương Tây, đồng thời tránh leo thang chiến tranh hạt nhân. Việc sử dụng Oresnik giúp Nga gửi đi một thông điệp rõ ràng về khả năng tấn công nhanh chóng và mạnh mẽ mà không cần đến vũ khí hạt nhân, trong khi vẫn duy trì khả năng gây thiệt hại lớn. Cùng lúc đó, hiệu ứng từ việc sử dụng tên lửa Oresnik cũng tạo ra một sự thay đổi trong hành động của các quốc gia phương Tây. Một mặt, chính phủ Anh đã ngừng viện trợ tên lửa tầm xa Storm Shadow cho Ukraine, viện dẫn lý do cạn kiệt nguồn cung. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng tiếp tục giữ quan điểm không cung cấp tên lửa tầm xa Taurus, bất chấp sức ép lớn từ Quốc hội Đức. Điều này cho thấy các quốc gia NATO bắt đầu cân nhắc lại mức độ hỗ trợ quân sự cho Ukraine, tránh những bước đi có thể khiến tình hình leo thang. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, khối NATO vẫn đang tích cực xem xét việc hỗ trợ Ukraine thông qua các kênh khác như cung cấp thông tin tình báo thời gian thực cho không quân Ukraine qua hệ thống Link 16. Một công nghệ có thể giúp không quân Ukraine thực hiện các cuộc tấn công chính xác trong khu vực có hệ thống phòng không dày đặc, chẳng hạn như khu vực không phận của Nga gần Kursk.
Đồng thời, một cuộc họp khẩn cấp giữa NATO và Ukraine sẽ được tổ chức vào ngày 26 tháng 11 tại Brussels với khả năng cung cấp thêm các hệ thống phòng không mới, bao gồm cả hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối THAAD hoặc các hệ thống Patriot nâng cấp của Mỹ. Tất cả những động thái này đều phản ánh xu hướng chung của cả hai bên trong việc củng cố năng lực phòng thủ và kiềm chế sự leo thang quân sự. Nga cảnh báo Anh, Pháp phải trả giá vì cởi trói vũ khí cho Ukraine. Theo thông tin từ báo Dân Trí, một quan chức Nga cảnh báo Pháp và Anh sẽ phải đối mặt với hậu quả sau khi cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa tấn công lãnh thổ Nga. Pháp và Anh đã quyết định giúp Ukraine sử dụng tên lửa có độ chính xác cao và họ sẽ phải trả giá cho điều đó. Moscow sẽ đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa vào Nga. Ông Mikhail Ulyanov, đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế có trụ sở tại Viên, cho biết, trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình A1 Mayadin hôm 23 tháng 11, những gì Nhà Trắng đã làm là rất nguy hiểm và người đưa ra quyết định này hoàn toàn nhận thức được hậu quả tiêu cực của nó. Ông Ulyanov nói thêm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng chỉ trích tuyên bố của Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot về việc cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của Pháp để tấn công lãnh thổ Nga. Bà Zakharova chỉ trích sự hỗ trợ này không phải là giải cứu mà là kết liễu. Theo bà Zakharova, lập trường như vậy của Pháp chẳng những không giúp ích gì cho Ukraine mà còn làm xấu đi vị thế của nước này trong cuộc xung đột hiện tại. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga lưu ý rằng việc cung cấp vũ khí tầm xa góp phần làm leo thang hơn nữa, cuối cùng sẽ dẫn đến hậu quả tàn khốc cho chính Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn do đài BBC phát sóng, Ngoại trưởng Barrot cho biết Pháp không đặt ra và thể hiện lằn ranh đỏ về sự ủng hộ đối với Kiev và các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào lãnh thổ Nga có thể được Ukraine thực hiện theo logic tự vệ. Pháp đã cung cấp cho Ukraine các tên lửa hành trình SCALP, IG và Kiev đã sử dụng các tên lửa này để tấn công các mục tiêu ở Crimea và 4 khu vực mà Nga đã tuyên bố sáp nhập vào năm 2022. SCALPEG được gọi là Storm Shadow ở Anh, là tên lửa hành trình phóng từ trên không của Anh, Pháp, có tầm bắn tối đa 550 km. Bình luận của Ngoại trưởng Barrot được đưa ra một ngày sau khi quân đội Ukraine xác nhận tên lửa Storm Shadow đã được sử dụng lần đầu tiên trong một cuộc tấn công vào khu vực Kursk của Nga, nơi quân đội Ukraine đã tiến hành chiến dịch đột kích từ đầu tháng 8. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 2 tên lửa của Anh. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là đã bật đèn xanh để Ukraine sử dụng tên lửa đạn đạo ATACMS do Mỹ sản xuất trong các cuộc tấn công tầm xa vào Kursk. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi tháng 5 tuyên bố ông sẽ cân nhắc cho phép sử dụng tên lửa SCALP IG tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Đầu tuần này, Ngoại trưởng Barrot nói rằng Tổng thống Macron vẫn để ngỏ ý tưởng này. Nga đã đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa ATACMS và Storm Shadow bằng cách phóng tên lửa siêu vượt âm mới vào cơ sở công nghiệp quân sự tại thành phố Dnipropetrovsk của Ukraine. Tên lửa mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân đã bắn nhiều đầu đạn vào cơ sở ở Ukraine với tốc độ cực nhanh. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ sản xuất hàng loạt tên lửa mới và đưa vào kho vũ khí của Nga trong những tháng tới. Các chuyên gia cho rằng tên lửa Oreshnik mới của Nga có tầm bắn khoảng 3.000 đến 5.000 km. Với tầm bắn như vậy, Oreshnik có thể vươn đến hầu hết châu Âu. Ông Putin cáo buộc Mỹ và NATO cố tình leo thang xung đột, đồng thời tuyên bố Nga sẽ đạt được tất cả các mục tiêu quân sự, bất kể Kiev sử dụng hệ thống vũ khí nào. Tên lửa Oreshnik mới được Nga công bố ngày 21 tháng 11 năm 2024 đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của quốc tế. Vũ khí siêu thanh tầm trung này được coi là một bước tiến đáng kể trong năng lực tên lửa của Nga, một bước tiến có thể gây ra hậu quả sâu rộng cho cả cuộc xung đột Ukraine và an ninh quốc tế nói chung, theo RT. Ông Putin cho biết cuộc tấn công là để đáp trả việc Kiev sử dụng tên lửa tầm xa như ATACMS của Mỹ và Storm Shadow của Anh, tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Xung đột khu vực ở Ukraine đã có những yếu tố mang tính chất toàn cầu, ông Putin nói, đồng thời nhấn mạnh những tác động rộng hơn từ sự can dự của phương Tây.
Thông tin từ báo Người Lao Động ngày 22 tháng 11, trong một cuộc họp quan trọng tại Điện Kremlin với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đại diện ngành công nghiệp quốc phòng Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã chính thức xác nhận quyết định bắt đầu sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa đạn đạo Oresnik mới. Đây được xem là một trong những bước tiến lớn trong chiến lược quân sự của Nga. Tổng thống Putin khẳng định rằng Oresnik không phải là phiên bản hiện đại hóa của các vũ khí thời Liên Xô, mà là một hệ thống siêu thanh tiên tiến được phát triển dựa trên công nghệ và vật liệu hiện đại, hoàn toàn phù hợp với điều kiện quốc phòng của Nga trong bối cảnh mới. Ông cũng nhấn mạnh rằng Oresnik được tạo ra để đáp ứng nhu cầu quốc phòng đương đại, phản ánh những tiến bộ vượt bậc trong khả năng chiến đấu của Nga. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký theo dõi kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Chúng tôi liên tục cập nhật thông tin nổi bật ở các khung giờ trong ngày để phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.